Đây là trái bắc này, hơn một tháng. Cô em cháu con tí béo nhỉ, bố mẹ đều là con tí béo nét, hai con màu cà lông ôm. Đây là cụ nữa, già lắm rồi. Bây giờ bắt cả mái ra nó mới sung. Tí bắt cả mái cho nó sung. Cái mái nó căng đấy. Con này. Có mấy con bé bé đuôi nhỏ kia là gà Thái. Còn cái trái bắc nó to rồi. Quay cả nhìn to ở ngoài nó bé lắm. Cô em thích màu nhạn, được ngay hai con nhạn, con màu cờ và màu công. Mái ở đâu đấy? Mái, mái bú rồi à? Đấy, có mái hoặc là cụ. Đã 9 năm tuổi cũng máu ngay. Nhìn nó chậm hẳn nhỉ, nhìn nó không duy là nó căng nhưng mà nó chậm, tại nó già lắm rồi. Thấy không được rõ. Chín tuổi rồi đấy, đúng không? Chưa gần đâu. Từ năm 2012 à? 2013 à? 13. 13 năm nay thì 9 tuổi, năm 2022 rồi. 9 tuổi rồi. Cuối 13. Già lắm. Cụ thể mái, cụ vẫn căng. Căng chậm chậm, chậm. Nó không nhanh, không nhanh thanh nhiệt rồi. 9 năm rồi đòi gì nữa, sống được mà giỏi này. À, là sân bãi tin đáp bằng này. Lông ôm sao mua chân chạy vào đây ra đây cô sao mua đi. Này giờ đây là ép một cô sa mô giờ như gà trọi to phết đấy, không 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 phải của gà Thái à? Con này đúng giờ cắt lông nhìn như gà trọi luôn nhỉ? Nó con trọi Nhật mà. Mấy đứa ở trọi nhà mày bé. Con này là giống cô sa mô nhiều nên là nhìn nhìn nó ít nét cả tre. Chân nó gọi là mọc sừng hết lên này. Giờ còn đỡ, giờ nó còn... Anh nhớ cái đợt trước nó còn không có vảy đúng không? Nó còn mốc nên không có vậy. Già quá mức.
Dạ ít con. Cháu chắc thì nhờ con nghĩ. Con nó cũng phải chết rồi. Con đặt em lúc được 3 con được màu như này. Màu con ta màu to hơn màu đấy. Bán cho ông thì Thái Nguyên ở Hà Nội đó, chết bố hết. Lồng bóng lắm. À vườn rồi, lồng ô mọi người. Đuôi. Nó là yên và trọi luôn. Con này vào nhà cắt lông. Đúng giá là trọi luôn. Tay nó còn vào giờ nó cũng đây đàn trước đây. Nhìn đàn trước có cái đàn vào đấy. Còn lại ra tía như bố rồi. Còn tròn hơn cả bọn kia. Đây nhìn tròn đấy. Ừ tròn. Đàn trước đàn đấy còn mỗi con này đúng không? Còn mỗi con này. 4 con. 5 con nhưng mà toàn bị chết hết. Chết bị mất hết. Còn lại một con này. Giờ đây thả vườn. Con này đẹp đấy, con này tròn mà. Người dồn vô. Đầu mặt đẹp này. Ừ. Tiếc mỗi người một đen. Không, mùa sau nó sẽ đỡ đen gì mà. Nó chả phải là đen đâu. Kiểu nó thế. Đen nó đen xỉ, đây nó phớt đen thôi. Càng lớn nó sẽ càng hết. Căng cơm. Tạch tạch tạch. Còn là một con. Bé mà căng. À, căng luôn. Giờ con này còn vườn là nó căng ngay. Nó không bị gà to ép. Con này tròn như con tia béo ấy. Như con ông của nó ấy. Tia béo nó cũng tròn như này. Lắc cực. Bé. May còn lại con này. Con mái của chú Thái để trên đấy ớt chưa? Đâu, con mái. À con mái đấy á. Mái vàng. À con mái vàng ấy anh đưa cho thằng khác nuôi rồi. Thôi được cùng con trống ấy. Con trống bắt đây này. Khả năng con này còn là... À con này là con đấy đúng không? Nhỉ. Con của con đấy. Ừ. Con của cái đôi mà anh đưa em. Ờ.
Căng mà bé tí mà căng. Căng tròn. Khả năng là tại vì nó bố mẹ nó cùng là con tê béo nên là lộn lại giống ông đó, nó tròn là con tê béo. Cả vườn nó căng thì nó vẫn không sợ người. Tròn ăn thì ăn thóc à? Em cho ăn cá cơm.